Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 là thợ hồ, nên thành phố Long Khánh phải phong tỏa 3 vị trí với thời gian 21 ngày kể từ ngày 19 tháng 6. Vì vậy, để chia lửa, san sẻ bớt khó khăn với lực lượng trực chốt và nhân dân đang căng mình chống dịch, Hội chữ thập đỏ thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã cùng trường liên kết quốc tế IN School thực hiện chương trình bếp nghĩa tình, chung tay nấu các suất cơm nghĩa tình để gửi đến khu vực phong tỏa. Những ngày qua thì lực lượng tiền tuyến cùng với lại nhân dân khu vực cách ly đã rất vất vả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. School muốn đóng góp một phần nhỏ bé, vì vậy đã cùng với lại Hội chữ thập đỏ thành phố Long Khánh phối hợp thực hiện chương trình bếp nghĩa tình với thông điệp muốn truyền đi những điều lớn lao các bạn đang làm rất tốt. Bữa ăn nhỏ bé này hãy để chúng tôi lo. Mỗi ngày, chương trình bếp nghĩa tình nấu hơn 350 suất ăn trưa và tối phát miễn phí cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực bị phong tỏa. Để kịp thời gửi những suất cơm ngon, nóng hổi vào khu phong tỏa, các thành viên Hội chữ thập đỏ, Mạnh Thường Quân và nhân viên trường IN School đều đặn mỗi ngày có mặt tại bếp của trường để vào bếp. Việc chế biến thức ăn tại đây thực hiện theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, cơm và thức ăn đều được lưu mẫu để kiểm tra chất lượng, đảm bảo khu an toàn, ngon, sạch, đẹp. Chương trình diễn ra cái chuyện phòng chống Covid xảy ra trên địa bàn thành phố Long Khánh, đặc biệt là những cái vùng mà được bị phong tỏa, cách ly. Cho nên là Hội chữ thập đỏ là cố gắng bằng mọi cách là tuyên truyền, vận động để thuyết phục đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để chúng tôi có được cái nguồn lực, mà đặc biệt là trong cái chiến dịch phòng chống dịch bệnh đợt này tại thành phố Long Khánh thì Hội chữ thập đỏ cùng phối hợp vận động được trường e-school để mà tổ chức những suất ăn rất là ý nghĩa, cũng mang lại cho các anh em trong cái lực lượng chốt chặn này để được ấm lòng qua những cái suất cơm. Mỗi bữa cơm thì đều có những cái thay món đồ ăn. Khi cơm đã xếp vào hộp, thành viên của Hội chữ thập đỏ và các mạnh thường quân sẽ chia cơm đưa đến các điểm phong tỏa. Cũng trong chuỗi hoạt động giữa mùa dịch, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, thành phố Long Khánh thường xuyên quan tâm vận động mạnh thường quân chia sẻ với lực lượng chống dịch và nhân dân. Đặc biệt trong thời gian qua, Đồng Nai đã gửi về thành phố Hồ Chí Minh 8 tấn nông sản, Bình Dương 5 tấn và hàng trăm triệu đồng để san sẻ khó khăn với các địa phương lân cận trong bão dịch, giúp cho lực lượng chống dịch và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa thấy ấm lòng hơn, cảm thấy luôn được đồng hành trong mùa dịch.